được truyền cảm hứng từ cơ chế thanh lọc không khí của cây xanh thiên nhiên, đội ngũ các nhà khoa học ưu tú từ Dulux giới thiệu sơn nội thất sinh học Dulux Air Clean. Với công thức 22% gốc sinh học, thành phần tự nhiên than tre hoạt tính được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, không khí trong nhà ô nhiễm hơn 2,5 lần so với ngoài trời. Trong đó, khí vọc mandehyde là loại khí độc phổ biến nhất. Nguồn gây ô nhiễm gồm đồ nội thất, thảm sàn, khói thuốc hoặc khói nhà bếp, vật liệu xây dựng. Từ nội thất được sơn bởi Dulux Air Clean sẽ giúp thanh lọc hiệu quả không khí trong nhà. Công nghệ vượt trội Pure Technology giúp màng sơn hấp thụ và thanh lọc các khí độc hại, chuyển hóa thành các phân tử vô hại, loại bỏ lên đến 80% khí phọc mandehyde trong nhà. Bên cạnh đó, Dulux Air Clean còn có các tính năng ưu việt như khả năng kháng khuẩn hiệu quả, chống nấm mốc, nhẹ mùi, không thêm chì và thủy ngân, mang đến không gian sống trong lành và khỏe mạnh hơn. Sơn nội thất sinh học Dulux Air Clean nâng cao chất lượng không khí trong nhà.